Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10. Thành phố Phúc Yên linh hoạt phòng chống dịch theo nghị quyết 128. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tiếp tục ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Trong sáng nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh và các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc. Thảo luận về nội dung này, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng cần thiết phải sửa đổi luật nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng bộ với hệ thống pháp luật, tương thích với các cam kết quốc tế, góp phần tạo ra thị trường kinh doanh bảo hiểm lành mạnh. Về chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại biểu đề nghị chỉnh sửa theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức cá nhân nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Bổ sung quyền, nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao kết hợp đồng, đề xuất cần luật hóa cơ chế tài phán trong tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người mua bảo hiểm. Tôi đề nghị bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc kịp thời xác nhận, xác định sự kiện bảo hiểm và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm trong việc báo tin về việc phát sinh sự kiện bảo hiểm để phù hợp với cái thực tiễn đã và đang diễn ra và tăng cái trách nhiệm của các bên trong quan hệ bảo hiểm. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Ngày mai, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về các nội dung trên và kết thúc đợt 1 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 để bàn và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức viên chức năm 2021 và kế hoạch sử dụng biên chế năm 2022. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, biên chế công chức có mặt đến tháng 10 năm 2021 là 1.449 người, đạt 91,2% so với tổng biên chế giao, còn lại 139 chỉ tiêu. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021 với 110 chỉ tiêu. Biên chế viên chức đến thời điểm này trên địa bàn có 20.590 người, đạt 88,7% chỉ tiêu giao, còn lại 2.620 chỉ tiêu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho biết, tỉnh giữ nguyên biên chế công chức năm 2022, đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát số lượng viên chức còn thiếu, đề xuất tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Cho ý kiến và báo cáo tổng hợp các nội dung đăng ký báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành lưu ý, 55 nội dung báo cáo trình tại cuộc họp chưa có nhiều nội dung lớn cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, chưa có nội dung nào của cấp huyện, đặc biệt là chưa có nhiều nội dung cụ thể các khâu đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chuẩn bị lại báo cáo, bám sát mục tiêu, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 để bổ sung các nội dung cho phù hợp, yêu cầu phải xong trước ngày 5 tháng 11 để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy. Về báo cáo đề xuất xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao, Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí phạm vi là thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao nói chung chứ không chỉ giới hạn là lĩnh vực điện tử công nghệ cao. Đối với dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, đây là nghị quyết quan trọng góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, mục tiêu hết năm 2022 phủ kín điện chiếu sáng đến tận ngõ cho toàn dân từ thành thị đến nông thôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị cần có cơ chế vận hành sau đầu tư như thế nào cho hiệu quả nhất. Để đảm bảo mỹ quan, Sở Công Thương nghiên cứu thống nhất một mẫu đèn chiếu sáng chung áp dụng trên toàn tỉnh. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho biết, dịch đang có diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ, giáp danh với Vĩnh Phúc. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng ở huyện Sông Lô và thành phố Phúc Yên. Vì vậy, các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trên nguyên tắc, thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, căn cứ diễn biến tình hình dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo chống dịch. Các sở, ngành, địa phương phải cập nhật thường xuyên chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh để có ứng phó kịp thời, triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát người đi và về từ vùng dịch để ngăn chặn các nguy cơ, không để dịch lan rộng. Lập các tủ thuốc của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị các test thử nhanh, thường xuyên xét nghiệm nhanh, tầm soát nguy cơ tại cơ quan, đơn vị mình. Thông tin về những khó khăn tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 3 tháng còn lại của năm 2021, đặc biệt là tình hình thu ngân sách khi chỉ số sản xuất, tiêu thụ hai sản phẩm chủ lực là ô tô và xe máy sụt giảm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Cục Thuế tỉnh và các địa phương thành lập các đoàn đôn đốc thu hồi nợ thuế nhằm đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2021, một số tồn tại cần tập trung giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tháng 10 năm 2021, các dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, một số chính sách đặc thù đối với trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia buổi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Về ban hành quy định, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025, về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2022-2025, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 67/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Dự thảo đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp, phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Dự thảo đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hào Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thực hiện quy chế phối hợp công tác 5 năm qua, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Phối hợp giám sát công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, lĩnh vực phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan. Hai cơ quan đã tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác phòng chống tham nhũng. Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị hai cơ quan cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, tập trung phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương chính sách pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên trong chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý các tình huống chính trị, các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc gia, tôn giáo, dân tộc, các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực lớn được dư luận xã hội quan tâm, tăng cường tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực để chống phá Đảng, nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, được sự ủy quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sáng nay, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10, cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành, huyện, thành phố. Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy đã thực hiện tiếp công dân theo luật định. Tất cả các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được lãnh đạo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy định pháp luật và thực tiễn của từng địa phương để giải quyết đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Truy vết thần tốc, khoanh vùng gọn, xét nghiệm nhanh và quản lý chặt, điều trị tích cực là các biện pháp mà thành phố Phúc Yên thực hiện ngay sau khi ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đây là sự linh hoạt trong công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ trong tình hình mới. Phường Hùng Vương và phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, ngay sau khi ghi nhận những ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, thay vì cách ly hay giãn cách toàn phường như trước đây, thì nay chỉ gói gọn trong một ngõ, nơi có bệnh nhân dương tính. Mọi hoạt động của người dân không nằm trong điểm phong tỏa vẫn diễn ra bình thường. Sau khi mà chúng tôi đi thực địa về thì tôi đã có quyết định là thành lập một cái chốt kiểm soát tại ngõ 10 tổ dân phố số 7, kiểm soát khoảng 7 hộ gia đình có liên quan. Thì ngày 28 tháng 10, thành phố đã cử 50 cán bộ y bác sĩ của trung tâm y tế của bệnh viện 74 Trung ương về triển khai đến 10 giờ đêm hôm qua là lấy được mẫu toàn bộ nhân dân của phường Hùng Vương và kết quả cho là âm tính. Ngay sau khi ghi nhận những ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có trẻ em, từ ngày hôm nay 28 tháng 10, học sinh các bậc học từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn 5 phường Tiền Châu, Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị và Phúc Thắng lập tức chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang học trực tuyến để phòng chống dịch. Chúng tôi đã có những kịch bản và những phương án để chuẩn bị làm một khu trung tâm cách ly. Với nhà trường, chúng tôi đã có một bếp ăn bán trú để phục vụ được 700 suất ăn. Với số lượng 20 phòng học bán trú, có đầy đủ chăn gối để cho học sinh chuẩn bị sẵn sàng nếu như phải ở cách ly tại trường. 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng được ghi nhận tại thành phố Phúc Yên trong đợt này, trong đó có 2 ca là trẻ em. Cùng với cách ly diện hẹp khu vực có ca bệnh dương tính, các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly trên địa bàn thành phố. Ngay sau khi có thông tin 2 ca F0 của Tiền Châu và 5 của Hồng Vương, thì thành phố đã chỉ đạo các xã phường tập trung rà soát truy vết các trường hợp F1 và tổ chức đi cách ly. Các trường hợp F2 cách ly tại nhà và yêu cầu chỉ cách ly y tế đối với 2 ngõ của 2 đối tượng này thôi. Hiện nay thì thành phố đã chỉ đạo trung tâm y tế bệnh viện đa khu vực 2 địa phương là rà soát lấy mẫu xét nghiệm của tất cả người dân của 2 địa phương để làm sao mà vẫn tạo điều kiện sản xuất kinh doanh cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ không có Covid đến chung sống an toàn đã được cụ thể hóa trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Cách ly nhanh, khoanh vùng hẹp sẽ tạo điều kiện cho người dân thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vĩnh Phúc ghi nhận một ca mắc mới SARS-CoV-2 ở phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tiền sử dịch tễ, tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến tỉnh, tiếp tục cách ly y tế và điều trị. Tổng số trường hợp đang giám sát y tế 99.381, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 373, số trường hợp F2 hiện đang cách ly 1.285. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 710.695 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.
cập nhật đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương ngày 29 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cấp tỉnh Vĩnh Phúc đang ở cấp độ 2, cấp huyện cấp độ 1, hai đơn vị là thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên. Cấp độ 2 có 7 đơn vị là thành phố Vĩnh Yên, các huyện Sông Lô, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Đảo. Cấp xã, 54 xã phường thị trấn cấp độ 1, 82 xã phường thị trấn cấp độ 2. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay 29 tháng 10, lực lượng công an tổ chức kiểm tra nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại 9 doanh nghiệp cơ sở trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vi phạm, đề nghị xử phạt một trường hợp số tiền 1 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hôm nay, lực lượng công an tại các điểm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm tra, hướng dẫn 7.282 lượt phương tiện, 10.153 lượt người, yêu cầu quay trở lại địa phương 55 phương tiện không đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch, tiếp nhận 4.853 tờ khai của công dân trên phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. Trong vụ đông xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 38.000 ha cây hàng năm. Ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ nông dân hơn 800 ha sản xuất rau ăn lá theo hướng hữu cơ, hơn 950 tấn lúa giống chất lượng và trợ giá, trợ cước, xây dựng các mô hình trình diễn, qua đó góp phần đưa giá trị sản xuất đạt hơn 2.300 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu gieo trồng hơn 38.000 ha, sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 193.000 tấn trong vụ đông xuân 2021-2022, trong điều kiện dự báo thời tiết có nhiều đợt rét đậm, rét hại, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các địa phương chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo đó, vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh sẽ mở rộng tối đa diện tích trà lúa xuân muộn, sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao như TBR-225, Thiên Lưu 8, DT-39 Quế Lâm, đồng thời mở rộng diện tích rau an toàn và xây dựng các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn CPTPP, EVFTA, RCEP và những tác động tới thương mại đầu tư của Vĩnh Phúc cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đơn vị được phổ biến những kiến thức cơ bản về một số hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, những tác động của các hiệp định với doanh nghiệp trong nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, thời cơ và thách thức đối với tỉnh Vĩnh Phúc. Thông qua hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời nắm bắt cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh doanh khi Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các liên kết kinh tế quốc tế. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao là bước đệm quan trọng để phát triển kinh tế xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài. Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền thì sự ủng hộ của nhân dân vẫn được xem là yếu tố then chốt. Sau khi các địa phương trong tỉnh hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ai cũng có thể cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt trên mỗi làng quê. Tiêu biểu đó là những tuyến đường làng ngày càng trở nên phong quang, sạch đẹp, với những luống hoa tươi được nhân dân trồng sau khi nâng cấp, cải tạo xong hệ thống, rãnh thoát nước đã khiến cho bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc. Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện sự thống nhất cao giữa ý đảng, lòng dân, mà còn là tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình. Đặc biệt, để tiếp tục hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, các địa phương đã và đang tích cực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu cũng như đưa ra giải pháp để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó tập trung chỉ đạo các thôn dân cư huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả các tiêu chí có tính dao động, các tiêu chí chưa thực sự bền vững. Chúng tôi đã giao cho từng đoàn thể hàng tháng, hàng quý để xây dựng những mô hình, ví dụ như là xây dựng về cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng phong trào phát quang đường, hoặc phụ nữ là làm công tác là vệ sinh môi trường từng chòm ngõ xóm.
Hiện nay, một trong những tiêu chí đang được các địa phương tập trung thực hiện đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Ngoài đầu tư nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, các tuyến đường chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn, thì hầu hết các tuyến đường ngõ xóm cũng đã được các địa phương tích cực triển khai. Về cái giao thông, chúng tôi nguồn vốn huy động cơ bản là huy động từ nguồn vốn của nhân dân đóng góp. Một là hiến đất, hai là đóng góp bằng tiền mặt và ngày công. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tiến hành hoàn thiện nốt cái số còn lại và thực hiện cái kế hoạch từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ thảm nhựa 1,8 km và đổ bê tông 3 km tiến hành chỉnh trang đô thị. Từ những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp của cấp ủy chính quyền cùng sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân đã và đang tạo nên thế và lực mới để các địa phương trong tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.